nhà nước Việt Nam quyết tâm bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn và tội phạm bỏ trốn. Khả năng bắt được Nguyễn Thị Thanh Nhàn như thế nào? Và nếu bắt được Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu bắt được Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chiếc hộp tai ương sẽ mở ra và rất nhiều cán bộ sẽ phải chết lâm sàng về mặt chính trị. Chúng ta cùng nhau bàn luận những vấn đề đó ngay sau đây. Và ngay bây giờ. Và có vẻ như cử tri Hà Nội và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có duyên với nhau. Lần nào cũng vậy, trước khi nhà chức trách có những hành động quan trọng, chúng ta thường thấy đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc với cử tri Hà Nội và có những lời tâm tình rất tâm huyết. Và sau đó sự việc xảy ra y như vậy. Và luôn là những vấn đề kinh thiên động địa. Sáng 13 tháng 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu, trong thời gian qua có một vài cá nhân liên quan đến các vụ án tham nhũng tiêu cực trốn đi nước ngoài, nhưng có mà chạy đằng trời, trốn cũng không được đâu. Về đấu tranh phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư cho rằng hiện nay không chỉ phòng chống tham nhũng mà cả tiêu cực. Và chúng ta thấy rằng ý kiến này, ý kiến có trốn được đâu, đã được đồng chí Tổng Bí thư nêu hồi hội nghị chống tham nhũng tiêu cực tháng 11 năm ngoái, và cũng với tinh thần như vậy. Và lần này nó có vẻ quyết tâm hơn và có vẻ như trong tầm tay hơn. Vì sao chúng tôi nói như vậy? Ông Trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định phòng chống tham nhũng không phải nội bộ đánh nhau. Phe nọ đánh phe kia mà thể hiện quyết tâm của đảng, vì dân, vì đất nước. Cán bộ, nhất là khi cán bộ có quyền, có chức dễ lợi dụng để chấm mút. Đó là nói nhẹ, nói nặng là ăn cắp, ăn cướp của dân, cấu kết với nhau nhằm tham nhũng tiêu cực, hư hỏng, làm cho đảng mất uy tín, làm cho nhà nước mất uy tín. Ông Nguyễn Phú Trọng thông tin cơ bản về những vụ việc tham nhũng tiêu cực tồn tại nổi tiếng đã được đưa ra xét xử trong thời gian qua. Tuy nhiên có một vài cá nhân trốn đi nước ngoài, nhưng trốn cũng không được đâu. Ta sẽ xử vắng mặt và tòa đã xử vắng mặt rồi. Khi anh không còn là công dân mà trở thành tội phạm thì các nước không có quyền chứa chấp. Khi đó theo luật pháp quốc tế tôi có quyền phối hợp với nước đó để bắt về. Có mà chạy đằng trời, trốn cũng không trốn được, đấu tranh phải quyết liệt. Tổng Bí thư nhấn mạnh như vậy. Theo Tổng Bí thư, không chỉ có chữ câu kết móc ngoặc với nhau để chia chác, mà phải làm sao chống được suy thoái về tư tưởng, chính trị, và đó là cái gốc. Tức là không chỉ chống sự câu kết móc ngoặc với nhau để chia chác, mà sao tìm ra cái gốc. Cái gốc ở đây là sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, để mà phòng ngừa. Một điểm mới được thực hiện trong thời gian qua, theo Tổng Bí thư, là đã cho rất nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, thôi chức và khuyến khích xin thôi. Nếu đã vi phạm, thấy tay đã nhúng chàm rồi, tốt nhất xin thôi. Thực tế ta đã xử lý rồi. Đó là nhân văn, nhân ái, nhân tình, mở đường cho mà tiến bộ. Đâu phải cứ cốt xử nặng. Hiện nay đã tạo ra sự săn đe rất lớn, cảm hóa rất lớn, đi vào nề nếp ở các cấp các ngành. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói thêm rằng đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh và tới đây sẽ sơ kết một năm xem nơi nào làm tốt, nơi nào làm chưa tốt. Cũng theo Tổng Bí thư, chúng ta từng thực hiện chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện, nên giờ đây phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng phải toàn dân, tất cả các cấp cùng làm, chứ không phải dưới không làm gì để trung ương hay trung ương xuống làm thay địa phương. Anh nào địa phương không làm được thì xử lý thay thế, là không xứng đáng thì thôi giữ chức đi, đó là nhân đạo, nhân ái, nhân tình, rút lui trong danh dự là tốt nhất. Gần đây có rất nhiều trường hợp, và còn nữa các đồng chí cứ chờ xem, Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm. Và một số động thái khác ngoài phát biểu rất kiên quyết của Tổng Bí thư, mang tính tiên niệm báo trước, một số động thái của các cơ quan chức năng cũng cho thấy nhà nước Việt Nam quyết tâm bắt bị án bỏ trốn Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thuận lợi là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam. Theo đại diện Bộ Tư pháp, cơ quan này chưa nhận được bất kỳ một thông tin nào do địa phương chuyển lên có liên quan đến vấn đề thôi quốc tịch của bà Nhàn. Đó là vào chiều 19 tháng 4 tại cuộc họp báo công tác quý 1 Bộ Tư pháp, báo chí đặt
câu hỏi liên quan tới việc có hồ sơ xin thôi quốc tịch của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty AIC không? Sao vì phóng viên đặt câu hỏi này, vì nếu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm đâu đó thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam và mang một quốc tịch nước ngoài, một quốc tịch thôi, thì việc bắt giữ theo hiệp định tương trợ tư pháp hoặc những quan hệ khác sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp trả lời bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chưa làm thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam, tức là bà vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Hải, cục trưởng cục hộ tịch quốc tịch chứng thực khẳng định đến nay chưa nhận được bất kỳ một thông tin nào do địa phương chuyển lên có liên quan đến việc quốc tịch của bà Nhàn. Như vậy, bà Nhàn vẫn là người Việt Nam và chịu các áp lực rất lớn khi bị truy nã. Và bà Nhàn đã thực tế đã bị truy nã. Trước đó, ngày 10 tháng 5 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Để phục vụ điều tra công tác vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, công ty AIC và các đơn vị liên quan, cơ quan điều tra đã yêu cầu bà Nhàn và 7 người khác đang bỏ trốn đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan công an gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Theo quyết định truy nã, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu số 00116900 409 cấp ngày 23 tháng 9 năm 2019, nơi thường trú căn hộ 1102 chung cư Pacific Palace, số 83B, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nơi ở hiện nay căn hộ 1709-1710, chung cư Pacific Palace, số 83B, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vào tháng 8 năm 2022, khi đang bị truy nã liên quan đến vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Trước đó, ngày 4 tháng 1 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 36 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, công ty AIC. Hội đồng xét xử tuyên bị án Nhàn lãnh 14 năm tù về tội đưa hối lộ và 16 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hình phạt là 30 năm tù cho cả hai tội danh. Tức là này, nước Việt Nam đang truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn để quy án 30 năm tù về các tội ma to đã tuyên án và đã có hiệu lực trên toàn thế giới. Và thứ hai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn chịu trách nhiệm trong nhiều vụ án khác mà cơ quan điều tra đang điều tra. Ở đây nhiều anh chị hỏi tôi rằng khả năng bắt được bà Nhàn trong lần này cao hay không. Mà tôi không hiểu, tôi có cơ sở gì để trả lời các anh chị, như theo kinh nghiệm của tôi, tổng hợp rất nhiều dữ liệu gần đây, cho nó theo kinh nghiệm của tôi và tôi dự đoán lần này khả năng bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ rất cao. Và khi bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn rồi, chiếc hộp Pandora, tức là chiếc hộp Tây Ương sẽ mở ra. Vì sao nói như vậy? Vì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn liên quan đến rất nhiều vấn đề, rất nhiều con người. Chúng tôi xin trình bày ngay sau đây. Như chúng ta đã biết, trong các vụ án hình sự, các vụ việc nhận hối lộ là khó chứng minh nhất. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh có hai vụ án rất nổi tiếng, đó là vụ xe vua, có người đưa hối lộ. Nhưng cơ quan điều tra không chứng minh được người nhận hối lộ, do đó cũng phải bỏ tội danh là những con người này. Hay vụ án một phường ở thành phố Hồ Chí Minh, công an phường thả tội phạm ma túy và có lời khai là đã có tiền, đưa tiền. Thế nhưng cơ quan điều tra không chứng minh được nên tòa cũng không thể xử được. Có nghĩa là tội phạm về nhận hối lộ rất khó chứng minh. Tuy nhiên, với những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm ở Bộ Công an, sự việc hoàn toàn khác. Vụ án Việt Á, vụ án chuyến bay giải cứu và vụ án AIC, Nhàn AIC, cơ quan điều tra đã chứng minh rằng có việc nhận hối lộ và các bị cáo cúi đầu nhận tội, tâm phục khẩu phục. Vì sao như vậy? Mà chúng tôi không tiện nêu hai vụ trên, chúng tôi nêu ngay vụ Nhàn AIC. Đó là bệnh viện đa khoa quốc tế Đồng Nai, mà bị cáo chính là giám đốc Phan Huy Anh Vũ. Có hai bị cáo và sau này thành bị án nhận hối lộ, đó là ông cựu bí thư và ông cựu chủ tịch Đồng Nai. Nhiều người nói rằng bị cáo chính
Người đưa hối lộ chính là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không có mặt. Hôm nay cứ chối là xong, tội gì phải nhận. Nhưng xin thưa không chối được. Cũng như đồng chí Tổng Bí thư nói rằng không trốn được đâu. Ở đây là không chối được đâu. Cơ quan điều tra đã xác định tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế do bà Nhàn sáng lập và là chủ có một bộ phận tài chính lưu trữ chuyên dùng để đưa hối lộ và chạy các dự án. Họ có một kho tài riêng để đựng những vật phẩm đất tiền và các vụ mua sắm vật phẩm đất tiền đó, các vụ đưa tiền, đưa và nhận hối lộ, vì bôi trơn dự án đều được ghi chép lại một cách cẩn thận. Và cơ quan điều tra đã thu giữ cũng như đã hỏi cung một số người có liên quan đến vấn đề này. Thế chạy gì, chạy ở đâu được phải không? Tuy nhiên, đến mức cụ bí thư và cụ chủ tịch tỉnh phải thu nhận hối lộ mà không có bị cáo chính Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì đã là ghê gớm lắm rồi, phải không? Tuy nhiên, còn có thể liên quan đến những người cao hơn. Vì vậy, cần phải có chiếc hộp Pandora Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cần phải mở ra nó để xác định sự thật. Tí dụ như, chúng ta biết rằng việc duyệt ngân sách là rất khó khăn và Đồng Nai đã bó tay trong một dự án. Sau đó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư có liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nói với Bí thư và Chủ tịch rằng bây giờ cần phải tăng vốn, tăng ngân sách lên, không thì không thể thực hiện được. Nhưng mà tỉnh thì bó tay rồi. Thì cụ chủ tịch, cụ bí thư nói rằng cái này thì chị Nhàn có thể lo được. Nghe nói chị Nhàn quan hệ trung ương mạnh lắm. Và ngay lập tức điện thoại cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Và một việc tưởng chừng như chỉ có chính phủ giải quyết được thì chị Nhàn đã giải quyết được ngay sau đó. Ngay sau đó. Điều này đã được công khai rồi và rõ ràng rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không có chức vụ gì trong chính phủ. Những vấn đề này chỉ có bộ trưởng trở lên mới giải quyết được. Vậy thì ai? Ai là người đã giải quyết những vấn đề đó? Ai là người có liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong việc đấu thầu và chạy dự án? Chỉ có khi nào bắt được Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì chiếc hộp Pandora mới mở ra và những đối tượng nêu trên mới tâm phục khẩu phục. Do đó, việc truy bắt và nhà nước Việt Nam quyết tâm bắt được cho bằng được Nguyễn Thị Thanh Nhàn là lần này và những bị can, bị cáo bỏ trốn, bị án bỏ trốn khác nữa là rất quan trọng và cần thiết. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin. Nếu có thông tin gì mới, chúng tôi sẽ thông tin đến các anh chị. Xin cảm ơn rất nhiều.